Nghệ An, tỉnh với diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, 16.486,5 km2, đa phần là đồi núi, đặc biệt đối diện với những khó khăn về phát triển kinh tế và nông thôn. Để thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng một cách sáng tạo và phù hợp với điều kiện địa phương, tỉnh Nghệ An đã tiến hành triển khai nhiều mô hình liên kết sản xuất mang lại giá trị cao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nghệ An đã triển khai thành công các mô hình liên kết sản xuất, như mô hình sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành với quy mô 50 ha, mô hình trồng cam tại huyện Yên Thành với quy mô 5 ha, mô hình phục hồi và chống suy thoái trên cây cam tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, mô hình điểm theo dõi dự tính dự báo sinh vật gây hại trên lúa theo vùng sinh thái tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất dưới hình thức hợp tác liên kết đạt 25%. Đồng thời, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phát triển diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Diện tích trồng rau, củ và cây ăn quả các loại đã được công nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại nhiều huyện như Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Thanh Chương, Tân Kỳ, với tổng diện tích là 368,8 ha. Ngoài ra, tỉnh còn có 34,77 ha diện tích nhà lưới, nhà màng trồng các loại cây có giá trị cao như dưa chuột, cà chua, dưa lưới, nho. Nhờ những nỗ lực này, Nghệ An đã vượt qua những khó khăn và đứng đầu cả nước trong phát triển kinh tế và nông thôn. Tỉnh Nghệ An đã chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ và phân tán sang chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, tỉnh đã tăng tỷ lệ hộ chăn nuôi trang trại từ 30% năm 2020 lên 35% năm 2022, hướng tới giảm số nông hộ chăn nuôi không bảo đảm an toàn dịch bệnh. Đồng thời, tỉnh đã tập trung phát triển các loại vật nuôi có tiềm năng và lợi thế như bò thịt, bò sữa. Nỗ lực lai tạo các giống bò chuyên thịt chất lượng cao như bò BBB, Brahman đã giúp tỷ lệ đàn bò lai đạt khoảng 65% tổng đàn, hình thành nhiều trang trại nuôi bò thịt quy mô 150-500 con. Trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, tỉnh đã phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, hướng tới việc phát triển chăn nuôi trang trại có quy mô từ 2.000 con trở lên. Số trang trại đã tăng từ 450 năm 2020 lên 482 năm 2022. Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân. Hiện có 640 hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các hợp tác xã cũng liên kết với nhau để tạo nguồn sản phẩm và nguyên liệu lớn, ổn định, từ đó ký kết hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp. Điều này giúp khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững tại tỉnh Nghệ An. Kinh tế trang trại góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất hàng hóa, tạo ra nhiều vùng sản xuất tập trung và tạo tiền đề cho công nghiệp chế biến nông sản phát triển. Từ đó, tăng giá trị sản lượng hàng hóa bình quân của mỗi trang trại. Cụ thể, trang trại chăn nuôi có giá trị hàng hóa bình quân là 3,8 tỷ đồng, trang trại thủy sản là 2,6 tỷ đồng, trang trại trồng trọt là 1,5 tỷ đồng, trang trại lâm nghiệp là 1,2 tỷ đồng và trang trại tổng hợp là 2,2 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An đã từng bước phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào di truyền phân tử trong chọn tạo giống và nhân giống cây trồng. Một số cơ sở đã sản xuất được một số loại giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Toàn tỉnh có 34 vườn ươm giống cây lâm nghiệp áp dụng hệ thống tưới điều khiển tự động hoặc bán tự động, tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt. Ngoài ra, có 4 vườn ươm trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Yên Thành ứng dụng công nghệ nhà kính, nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động. Những cách làm hiệu quả trên dự báo sẽ giúp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đạt và vượt cả 4 chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, độ che phủ rừng và tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 đề ra. Ông Tạ Quát Sáng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An, đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức 79 lớp tập huấn về các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản với gần 4.000 người tham gia, tập huấn 329 lớp với hơn 13.000 học viên là cán bộ chủ chốt xóm, bản. Phối hợp với các đơn vị trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện triển khai nguồn tập huấn nông dân 2.227 lớp với hơn 85.000 học viên tham gia, tổ chức 11 lớp tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật và khuyến nông viên cơ sở từ nguồn khuyến nông quốc gia. Lãnh đạo, chỉ đạo khoa học và sâu sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện 16 nghị quyết, 6 kết luận, 5 chỉ thị, 2 quy định của Đại hội 13 của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi có nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 và các nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên,
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong toàn ngành về nội dung, ý nghĩa của nghị quyết, kế hoạch,